Top 3 câu hỏi mà từ khi mình làm TikTok đi ra ngoài nhiều người hỏi nhất. Mày make up có mệt không? Mệt. Mày make up nhiều rồi mày đi tẩy trang mà có thấy mệt không? Mệt chứ. Vì sao mày make up nhiều như thế mà mặt mày không lên mụn? Công nhận make up nhiều thật. Không lên mụn vì sao? Vì tìm đúng sản phẩm cho mình chứ còn gì nữa. Thật sự là make up xong phải trong da lắm mọi người ơi, chứ đâu thể nào để nguyên như vậy được. Để đếm thử. Nước tẩy trang Carafi. Mình cũng có một em serum trị mụn với cả một em trị mụn lưng của nhà Carafi. Đỉnh luôn mọi người. Quá trình mà mình chăm sóc da thì mình cảm thấy là da mình khá là ok rồi. Còn cái vấn đề nữa đó chính là lên mụn. Thật sự là mình rất là sợ luôn. Theo cá nhân của mình thấy thì ngoài việc các bạn sử dụng những sản phẩm khác da thì cái nước tẩy trang khi các bạn make up nhiều như mình cũng rất là quan trọng. Vì đôi khi chúng ta mua không đúng sản phẩm và sản phẩm không phù hợp với mình thì rất dễ lên mụn luôn. Em nước tẩy trang của nhà Carafi này mình dùng thì rất là dịu nhẹ và mình cảm thấy là phù hợp cho mọi loại da bởi vì em này không có hương liệu. Ngoài ra em còn có khả năng kháng viêm, ngăn nguy cơ lên mụn nhờ chiết xuất từ rau sam và rau má. Mọi người cũng thấy thì em này có thể tẩy sạch các lớp make up nhưng mà mascara mình vẫn phải dùng loại riêng nha. Nói chung là tẩy trang rửa mặt sạch sẽ, tìm được đúng loại sản phẩm thì mụn tuổi còn ngăn con luôn.